Xin được kính chào toàn thể tất cả các bác đã quay trở lại với âm thanh vải 197. Ngày hôm nay tiếp tục lên sóng cho các bác những cái sản phẩm về mic các bác nhé. Tuy nhiên khác với những video khác, video trước đây em tập trung vào những cái dòng mic gia đình là chính. Thì ngày hôm nay quay trở lại với các bác một cái mã model mà cực kỳ nổi tiếng, tới từ thương hiệu LR Sun các bác nhé. Đấy. Thì ngày hôm nay sẽ lên sóng cho bác đây là 5 bộ mic sự kiện tới từ thương hiệu LR Sun. Và đây là cho cái đơn đặt hàng của GM Audio. Đấy, GM Audio thì bây em vừa mới một cái video live stream những cái sản phẩm đẩy của GM. Thì các bác mới được xem ngày hôm qua và trưa ngày hôm nay mới live stream xong. Thì những cái sản phẩm của GM thì từ trước đến nay là nó đã tạo một cái thương hiệu rất là hay. Và độ bền nó cực kỳ cao. Ngày hôm nay thì nó sẽ là mic sự kiện các bác nhé. Những cái dòng mic LR200 này hay là LR16B. Đây chính là RR bản 16B các bác nhé. Là những dòng mic mà chuyên về sự kiện. Thì bình thường khi mà bán mic thì sẽ có hai cái phiên bản mà bọn em hay bán cho các bác. Một là những dòng mic gia đình, ví dụ như mic Bayer, mic mặt quỷ. Đấy, tất cả những cái đấy là đều dùng bên mạch Bayer thôi. Thì nó sẽ là những dòng mic nhẹ, những dòng mic mà nhẹ dễ hát, hỗ trợ những bác nào giọng hát yếu, nịnh tiếng và bay tiếng. Còn cái phiên bản thứ hai là những dòng mic sự kiện, ví dụ như là BBS, ví dụ như là Zilacard, ví dụ như LR Devon, là những dòng mic mà nó thật tiếng. Nó thật tiếng nhưng nó sẽ là những cái dòng mà nó hơi nặng một chút, nó thêm là cái tiếng bass các bác nhé. Nó hơi nặng một chút và nó phù hợp, nó được sản sinh ra, nó chủ yếu là nhằm cái mục đích là các bác làm sự kiện. Vì đơn giản là những cái mic như thế này, những bộ mic của LR phiên bản 200 hay là phiên bản 16B này thì nó sẽ cho các bác một cái sóng cực kỳ khỏe luôn. Nó trên 100m là cái chuyện hoàn toàn bình thường. Và có một cái ưu điểm hơn so với những dòng mic Bayer hay là những dòng mic gia đình, đó là trong cái khi mà các bác làm sự kiện bằng mic Bayer nhá, thì nếu trong cái môi trường đông người hoặc là ở cái khoảng cách xa thì nó sẽ bị lẫn tiếng và nó bị mất sóng, là cái chuyện hoàn toàn bình thường thôi. Còn với những cái dòng mic như là GM hay là mic Devon hay là Zilacard thì các bác làm cái sự kiện nó rất là tốt và cho các bác một cái chất âm thực sự là hay, chuẩn, vì nó sản sinh ra, nó được sinh ra với mục đích là làm sự kiện là chính mà. Thì trong cái khoảng thời gian gần đây thì em hay nhận được cái điện thoại các bác hỏi về mic Zilacard R3006. Một số bác đang làm sâu bé hoặc là một số bác làm sâu lớn cũng cần mic Zilacard mà 3006 hoặc là mic LR. Thì ngày hôm nay thì tập hợp lại ở đây có mấy bộ như này, em sẽ bán rẻ thôi các bác nhé. Vì cái mic này thì em đã bán cách đây cũng khoảng một thời gian rồi. Đây là những cái bộ mà đang còn tồn kho. Thì ngày hôm nay sẽ bán giá rẻ hơn cho các bác. Thì những cái bộ mic này á, thì lát này em sẽ quay về cái tay mic sau. Trước hết là nói về cái đầu thu đi. Về cái đầu thu thì các bác thấy là cái đầu thu của LR đang rất là đẹp đúng không ạ? Không, gần như là không có xây xước gì cả. Cái mã này là nó sản xuất cho GM Audio cho nên nó sẽ ghi chữ là LR200 các bác nhé. Đây là phiên bản 16B. LR nó sẽ là 16A, 16B và 19A. Thì mới cái bản là cái bản nổi tiếng nhất của nó chính là cái bản LR16B này mà các bác hay biết đến hay quên mặt, vì nó là phiên bản mà từng có một cái phiên bản mà nó sử dụng cái tay titan như thế này. Đây là tay chống nước các bác nhá. Tay hôm nay bốc hàng hơi bẩn các bác ạ, cho các bác thông cảm nhá. Đây là cái tay titan chống nước, thì cái tay này các bác có thể là ngâm cái tay mic này trong nước sau các bác đưa lên các bác vẫn dùng thoải mái luôn. Thì ngày hôm nay thì em chỉ có một vài tay, một bộ duy nhất là có cái tay này thôi. Đây, trước hết là nói về đầu thu đi. Đầu thu này của GM thì nó sẽ là dạng vỏ nhựa, được thiết kế xen lẫn giữa là cái màu sắc chủ yếu là màu tím và màu trắng các bác nhé. Đây, ở phần mặt trước thì nó sẽ có hai đèn màn hình để các bác điều những cái thông số của kênh A và kênh B nó sẽ hiển thị ở đây. Và nút bật nguồn tắt nguồn các bác này, và dò sóng ở đây các bác nhé. Còn về cái phần bên trong rồi, các bác nhìn thấy này, đúng là cái dòng mà nó sản sinh, nó sinh ra để làm sự kiện có khác. Thì với mỗi cái đầu thu như này nó sẽ cho các bác là 6 hộp sóng chia đều cho hai kênh, 6 hộp sóng chia đều hai kênh các bác nhé. Và tất cả những cái linh kiện của nó các bác nhìn này rất là mượt mà nhá. Cái này bọn em chưa hề đụng chạm, chưa chấm vá gì cả. Cái này đều những cái form GM này là những cái lô này là nó về 3-4 lô một lúc cơ, nên nhiều khi là nó tồn lại một vài bộ là nó cái chuyện bình thường các bác ạ. Đây, còn đây là phần mặt sau nhé. Đầu thu thì nói chung là đẹp, không có bất kỳ một cái điểm gì chê trách với những cái bộ GM này cả. Đây là cái bộ, cái này là sẽ có một mã đầu tiên là cái mã đây. Mã này là cái mã tay titan đẹp các bác nhé. Tay titan đẹp, dọ titan này. Đấy, côn, đây là đồng mic vị tím các bác nhé. Mic vị tím. Đây, em mở lát mở cho các bác xem luôn. Đây, mic vị tím này. Và lưu ý này, cái tay mic của GM này các bác nhé,
cái lệ pin của nó ấy, thì là vì bên kia là bên Trung Quốc ạ, người ta là dùng dạng pin sạc các bác ạ. Người ta dùng pin sạc cho nên là cái pin sạc của nó sẽ là cái kích thước nó to hơn so với dạng pin tiểu, thành ra là khi mà để cái hai cái tay mic, hai cái lệ pin ở đây thì nó sẽ hơi chật. Nó hơi chật cho nên là người ta đã bẻ đi. Cái này là người ta chủ động bẻ các bác nhé, chứ không phải là nó tự gãy đâu. Chủ động vặn bẻ hai cái lệ pin ở đây đi. Nên các bác để ý là cái tay mic của LR thì nó sẽ bị gãy lệ pin nhá. Cái này điều hoàn toàn bình thường thôi. Nhưng mà có cái này các bác lưu ý là cái máng pin của cái thằng GM này nó khá là vừa so với cái dòng pin tiểu của mình. Cái pin con thỏ, pin con nó thì đấy. Đấy, cho nên các bác lắp cái pin vào đây thì nó vẫn chặt như thường nhá. Và lấy ra nó sẽ dễ dàng hơn là khi các bác có hai cái lệ pin này. Cái này thì không phải là điểm trừ vì nó vẫn đang rất là chặt mà nó đảm bảo cái độ tiếp xúc giữa cái pin và cũng như là những cái lệ pin của mic như thế này. Đấy, đây các bác này, GM Audio nhá. Đấy, đây nó là GM Audio này. Thì ở đây nói về phần tay mic luôn. Nói phần tay mic thì em cho các bác xem cái côn mic trước đã nhá. Đây, côn mic đây các bác này. Côn mic là côn của LR16B các bác nha. Tất cả mọi thứ đều do LR sản xuất. Ở đây thì em sẽ có này, thứ nhất là một bộ mà tay titan như thế này. Cái bộ này là bộ đẹp nhất, bộ tay titan đẹp nhất. Và đang cái này là chống nước tuyệt đối luôn. Nói chung nước tuyệt đối luôn các bác nha. Thì em giá cũ mà em đang bán là 3.8 triệu một bộ. Thì ngày hôm nay bác nào lấy sẽ để rẻ cho bác với giá 3 triệu nhé. Một bộ duy nhất thôi. Làm sự kiện với mic LR này gọi là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn. Còn đây là phần côn mic các bác này. Đây, để tôi làm tí. Còn đây là cái phần côn mic của LR các bác nhá. Nó sử dụng cái côn là côn dạng côn đen như thế này. Đây là côn của LR luôn các bác nhá. Lưu ý là nhìn nó hơi giống côn Beyer nhưng không phải côn Beyer. Và đây là côn do LR, cái hãng LR Sun này nó sản xuất này. Đấy, sản xuất ở dạng LR. Thì ở đây thì có một bộ là có hai bộ. Hai bộ là tay màu tím như thế này các bác nhá, giống như là tay trên đầu thu. Còn hai bộ thì là về cái lô thứ ba. Lô thứ ba thì nó sẽ là cái dạng tay màu vàng gold như thế này. Tay vàng gold như thế này. Thì với những cái tay mic mà nó dạng màu tím và màu vàng gold thì em sẽ bán cho bác với giá là cực rẻ thôi, 2.5 triệu một bộ. Bình thường đang bán là 3.2 triệu này. Cái này là bao zin cho bác nha, đang hoàn toàn dùng thoải mái luôn. Chưa bất kỳ một cái đụng chạm được cả và không lỗi lầm, chưa lỗi lầm gì cả nhá. Bán thì bán cho nó hết thôi, thanh lý thôi. Vì cái này các bác nhập về ngày xưa bọn em nhập về là tầm 2.8 triệu một bộ. 2.8 triệu một bộ thì bán được bác 3.2 triệu. Thì nói chung là lấy thêm mấy trăm ngàn tiền công thợ với tiền shop thôi. Vì cái LR để bán là cái dòng nó chuyên về sự kiện cho nên là nó cũng hơi khó bán một chút. Đấy. Đây là những cái thiết kế các bác nhá. Còn với riêng cái bộ này, riêng cái bộ mà tay titan này cũng một bộ duy nhất thôi các bác ạ, giá 3 triệu một bộ nhá. Các bác làm cái này tuyệt vời luôn, rất là đẹp. Đấy. Đây các bác nhá. Có thể là một số cái dọa mic thì nó sẽ có màu đen, màu trắng này thì cũng mong các bác thông cảm nha. Lúc mà các bác đặt hàng á thì em sẽ bốc ngang thôi. Em sẽ bốc ngang các bác ạ, chứ em không chọn riêng cái này kia. Ví dụ bác lấy tay vàng thì bác báo em tay vàng thôi. Còn nếu hết tay vàng thì báo em là lấy cái tay tím, em sẽ gửi cho bác tay tím này nhá. Cái này thì nó giống nhau cả thôi, khác mỗi cái màu thôi các bác ạ. Nó không có những cái điểm khác biệt gì cả lớn nào đâu. Còn đây này các bác này, các bác nhìn cái thiết kế của cái đầu thu của nó này, chất lượng của bác này. Đây mỗi kênh, đây là cái chip hiển thị nhá. Đấy, cái giải mã đó. Xin nhắc lại một lần nữa nhá. Với cái bộ tay titan như thế này, giá nó sẽ là 3 triệu một bộ. Bao zin xịn, dùng thoải mái luôn. Sóng cực xa, khỏe. Tiếng chất âm ra thì gọi là nó rất là thật tiếng. Các bác làm sự kiện thoải mái, rất là sướng các bác nhé. Đây, còn đây là cái bộ, những cái bộ màu vàng, những bộ màu tím này. Thì giá của nó sẽ là 2.5 triệu một bộ. Đây là bình thường là cái này 3.8 triệu các bác này. Cái này 3.2 triệu này, không có rẻ đâu các bác nhá. Mix sự kiện, kể cả Zilacard bình thường có phải tầm 3 triệu đến 3.2 triệu một bộ, kể cả ER3600, ER3300 bây giờ nó giá tầm như vậy rồi, đúng không các bác nhá? Bác nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp cho em các bác nhá. Xin chào các bác ạ.